Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 25 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Bước sang ngày chủ nhật này gặp thương quan giáng họa, cho nên người tuổi Tý sẽ phải va vấp khá nhiều và khó có thể đạt được thành công như mong muốn đặc biệt người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc còn với người làm công ăn lương bạn có thể cảm thấy thất vọng thậm chí muốn bỏ cuộc khi đối mặt với đủ loại rắc rối hãy suy nghĩ tích cực hơn bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống và nó sẽ giúp bạn ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn thổ khắc thủy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không mấy yên ấm có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim cẩn trọng khi đi đường dễ gặp rắc rối hoặc tai nạn về xe cộ máy móc gặp trở ngại về đường xá không tốt sức khỏe không tốt có tin tức xấu của người thân về tình cảm tài lộc bổn mạng tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên có sự đối đầu ngang ngửa hoặc nhận được tin tức mà nóng vội trong việc giải quyết sẽ không tốt nếu có người đến tranh luận, hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại. Nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc, tài lộc vào nhanh ra nhanh, có tin buồn, sức khỏe không tốt, gia đạo có nhiều bất an, hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết. Đề phòng tai nạn hoặc có tang. Tử vi tuổi mậu tí, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự thay đổi, biến động trong công việc, tin tức đến dồn dập Nên cẩn thận trong mọi hành động, chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt không nên sợ những áp lực từ bên ngoài cần phải nhẫn nại ngày thuận lợi cho việc thay đổi sửa chữa tu bổ di chuyển đi xa giao thiệp với người khác phái có lợi có tin tức tốt về công danh tình cảm của người nữ đem lại niềm vui hay điều lợi cho mình tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có tin xa gặp lại người xưa trốn cũ có tin đi xa trong công việc mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành hoặc làm việc trong sự cẩn trọng tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên di chuyển đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự mong cầu về tài lộc có tính bất ngờ nếu không so đo tính toán có nhiều sự xoay chuyển thay đổi bất ngờ hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn tử vi tuổi sửu vận trình ngày chủ nhật này gặp được chính ấn chiếu mệnh cho thấy người tuổi sửu có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn đã chinh phục được lòng tin của lãnh đạo hẳn cấp trên muốn trao cho bạn những cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt đừng nhường cho bất cứ ai khác. Tiềm năng của bạn vẫn chưa được bộc lộ hết, vì vậy đừng vội hài lòng với thực tại, hãy đặt ra những đích đến tham vọng hơn. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững, thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Muốn bắt kịp sự phát triển của xã hội, bạn không thể cứ giữ mãi một quan điểm. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim việc gì đến cũng nên nhẫn nhịn, không nên hấp tấp vội vàng. Không nên nghe ý kiến một chiều, tránh tranh luận, bàn cãi. Có khách hoặc người thân đến. Ngày có đám tiệc, hay có sự hội họp bè bạn, người thân. Có lộc ăn nhưng không vừa ý. Tiền bạc không tốt, trong gia đạo nên có sự vui vẻ, không nên gây chuyện bất hòa, tranh cãi sẽ không giải quyết được việc gì. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt, cần phải có sự suy nghĩ kỹ càng trước khi ăn nói, viết thư, nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi, bất hòa. Tài lộc không tốt, gia đạo bất an, hoặc có chuyện làm ơn mắc oán. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, Ngày có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Gia đạo có đình đám, tiệc tùng hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Nhà có hỷ sự, có khách đến. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Mọi việc cần phải có sự khéo léo, chậm rãi mới có kết quả. Mọi việc có liên quan đến giao thiệp tình cảm nên giới hạn càng ít càng tốt. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên, việc mong cầu chưa đến, có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. Tử Vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt. Tử vi tuổi dần. Bước sang ngày chủ nhật này đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành mộc khắc thổ, lời khuyên cho người tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn bạn không nên quá chú tâm vào sở thích cá nhân hoặc sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi bạn ở nhà khiến tình cảm giữa các thành viên dần lạnh nhạt trong sự nghiệp người tuổi này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ mình nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay bản mệnh đi theo những hướng tây bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng tây nam để gặp tài thần Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Đề phòng sức khỏe không tốt hoặc trong gia đạo có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn về sức khỏe, bổn mạng của người thân. Nuôi súc vật không tốt, hoặc nên cẩn trọng khi đi đường, sử dụng xe cộ máy móc, té ngã hoặc va chạm có thương tích. Xe cộ máy móc hư hao. Cần nên tự mình quyết định không nên nghe ý kiến của người khác, bất lợi. Nói chung tài lộc thì ít nhưng đây là bước đầu để tạo danh tiếng. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều buôn ba, lận đận khó khăn hoặc gặp những chuyện khó giải quyết mà công việc lại ở trong tình trạng cấp bách. Đề phòng rủi ro, bất chắc. Sức khỏe không tốt, có nhiều việc phải lo. Cẩn trọng nếu có sự thưa kiện, tranh cãi, hoặc mít lòng vì trước đã có sự thỏa thuận mà nay lại đổi ý. Gia đạo bất an, có nhiều âu lo. Việc cầu tài là chuyện không nên, cũng như chuyện giao du, kết bạn, đi chung sẽ gặp điều không tốt. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất chắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Xúc vật trong nhà không được tốt. Tuy nhiên, ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc có tài lộc nhưng phải có sự chia chác hoặc giữ số tiền, đồ đạc của người khác. Trong công việc hãy nên nhận định kỹ càng rồi mới hành động, vì dễ có sự đảo lộn trong công việc hoặc phải lo cho người thân, bè bạn. Nên nhường nhịn, không nên tranh cãi, đôi co, nhưng cũng không nên hứa hẹn, hoặc để người khác ràng buộc mình vì lời nói. Gia đạo có nhiều âu lo, bận rộn, đau ốm, tai nạn hoặc có tang. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Tử vi tuổi mão Xem tử vi cho thấy, ngũ hành nghị hợp tác động, khiến người tuổi mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh không muốn muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và thậm chí dù sai cũng không chịu nhận lỗi điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá nóng nảy và tránh hợp tác với bạn tuy nhiên với người làm ăn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng có ích cho sự phát triển tương lai vì vậy hãy tạo quan hệ với họ mộc khắc thổ cho thấy bản mệnh và con cái hoặc cha mẹ dễ có quan điểm bất đồng với nhau sự cách biệt thế hệ có thể khiến đôi bên có suy nghĩ trái ngược nhau và điều cần làm lúc này là song phương cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy khi bắt tay vào việc chớ nên chán nản dù có gặp trở ngại khi đối đầu với công việc hoặc chuyện tình cảm phải có sự cố gắng ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp không nên nhúng tay vào chuyện người tiền bạc còn gặp nhiều trở lực hoặc phải cực nhọc mới có hao tốn về giao thiệp hoặc hao về bồi thường tu bổ mua sắm chi phí đáo hạn ngày có khách hoặc có sự hội họp gặp gỡ có tin tức tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. Chỉ nên xem đó là một dự tính. Không nên xuất tiền, càng nói nhiều thì càng bất lợi. Nên làm chủ trong công việc. Tài lộc khó giữ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự việc xảy ra vừa về công việc làm ăn, công danh, vừa là chuyện tình cảm, gia đạo. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Có sự bàn bạc về thay đổi tu bổ, sửa chữa cho công việc, nhà cửa, đồ đạc. Cần phải có sự bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Ngày có rất nhiều sự việc xảy ra hoặc có nhiều tin tức đến dồn dập có liên quan đến công danh, tài lộc, buồn mạng của mình và thân nhân, bè bạn. Đề phòng rủi ro, tai nạn, bị ép uổng, chơi xấu, dính vào sự thị phi, tranh cãi, pháp luật. Việc làm cũ có vấn đề. Có sự đáo hạn, định kỳ mà mình không thể giải quyết. Có tin xa, có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Ngày có nhiều sự việc xảy ra vừa về công việc làm ăn, công danh, vừa là chuyện tình cảm, gia đạo. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại do chịu tác động xấu của cục diện tương xung. Sự nóng nảy, bốc đồng của bạn lại khiến cấp trên và đồng nghiệp ác cảm cho dù bạn vốn có là một người giỏi giang và quyết tâm đi chăng nữa nếu làm trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư để tránh đưa ra những quyết định sai lầm bạn hãy bình tĩnh kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay không nên trần trừ do dự khiến bệnh tiến triển nặng tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên dè dặt mà phải tự quyết đoán theo ý mình một cách nhanh chóng mới có kết quả nếu được đề bạt và công việc mới thì nên chấp thuận sự giao ước gặp gỡ không đúng như lời hứa nhưng vẫn có tin báo người cần gặp có sự trở ngại một ngày có nhiều trọng trách tự mình phải giải quyết tài lộc trung bình sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng phải nhẫn nại chớ nên làm càn sẽ gặp điều xấu sự mong cầu về tin tức sẽ đem lại sự phiền lòng thất vọng Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Ngày có nhiều việc phải buôn ba mới có tiền, hoặc có người đem lại lợi lộc đến cho mình và mình cũng phải có sự hao tốn. Đề phòng mọi việc có trở lực, bị cưỡng ép. Không nhúng tay vào chuyện người, làm ơn mắc oán. Gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Ngày sung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hay thuận theo thời cuộc nên đi xa hoặc bỏ công việc cũ và làm lại thì tốt có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn lời hứa có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại tin tức đến đều không có lợi nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình chỉ là ý kiến thoáng qua mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ và giúp đỡ, giao dịch. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin xa, một ngày bận rộn, hay lo, tài lộc trung bình hoặc có chuyện vui. tử vi tuổi tỵ. Ngày này, do chịu tác động của thiên quan gây rối, người tuổi tỵ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh đến từ đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Có thể sẽ có kẻ cố tình muốn chơi xấu để hạ bệ bạn. Hãy đề phòng mọi người xung quanh và chớ lơ là trong công việc. Thời điểm này, bạn cũng chớ nên chủ động mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Cho dù đôi bên có những ý kiến không phù hợp với nhau thì bạn cũng nên bình tĩnh bày tỏ quan điểm, chớ để cuộc thảo luận trở thành cuộc tranh cãi hỏa sinh thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Dính líu vào chuyện tình cảm sâu đậm sẽ không đi đến đâu, tất cả chỉ là dự tính, hoặc chỉ là tình cảm ban đầu có tính cách ngoại giao lịch sự chứ không phải là thật lòng. Có tin tức về tình cảm, sức khỏe của người thân như sinh nở, chữa bệnh, hôn nhân, kết bạn trong công việc làm nên có sự dè chừng, chưa chắc công việc có tính lâu dài, dễ bị bỏ ngang, hoặc phải thay đổi theo kế hoạch khác. Chuyện mong cầu về tiền bạc còn xa, hoặc nếu có cuộc hẹn thì chỉ có tin tức. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Chuyện của người không nên nhúng tay vào dễ gặp chuyện làm ơn mắc oán. Có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu, khiển trách, mít lòng. Gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Sự mong cầu về tiền bạc dễ gặp sự trắc trở, hao tài. Tình cảm không tốt, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày không tốt, có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm chưa phải là lúc quyết định. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải, chỉ nên ngồi yên và chờ đợi, hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài Lộc Trung Bình có tin vui. Tử Vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh Thủy. Tài Lộc còn chậm, dễ hao hay chỉ là lời hứa? không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị chắc trở. Tử vi tuổi ngọ Vận trình chủ nhật này nhờ có ngủ hành tam hợp phù trợ, khiến người tuổi ngọ luôn rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc bản mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, bạn cũng trở nên nóng vội quá mức nhé. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau, khi gặp rắc rối lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt luôn nghĩ đến nhau tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc cần phải thực hiện nhưng đây không có tính cách lâu dài nếu đã đạt được kết quả thì không nên tham vọng sức khỏe không tốt ngày có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết có tin buồn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày có nhiều chuyện rắc rối phiền lòng làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi do xung đột bất hòa tranh cãi sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp dễ hao tài đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ máy móc sức khỏe không tốt gia đạo bất an trong nhà có người gặp rủi ro đau ốm bệnh tật có tăng hoặc có tin tức xấu về công danh pháp luật tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy suy nghĩ trước khi hành động giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng nếu không sẽ có sự phiền lòng trách oán mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt Đề phòng rủi ro, tai nạn bất chắc khi đi đường, làm việc. Có tin xa. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Nên thu xếp, vén khéo công việc. Rất dễ có những tình huống bất lợi xảy ra cho mình hoặc có nhiều việc tin tức đến không biết xoay sở như thế nào mới phù hợp. Bên mình có kẻ dèm pha, hoặc muốn xen vào chuyện của mình. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tài lộc vào ra thất thường. Chớ nên tin cẩn về tình cảm của người khác có sự gặp gỡ gặp mặt hoặc có tin tức chuyện vui tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc mọi việc đều cần phải cẩn trọng rất dễ có chuyện xoay chuyển tốt xấu lẫn lộn hoặc gặp sự bất chắc khó khăn có tin buồn không nên đương đầu một cách thẳng thắn mà phải nhu nhuyễn khéo léo một ngày bận rộn nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn công việc có sự hư hại rủi ro nhỏ hoặc sức khỏe không tốt tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi mùi. Ngày này do chịu tác động của cục diện ngủ hành tương hình, người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, dù là bạn bè thân thiết. Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kỹ càng. Hãy bình tĩnh và cân nhắc kỹ càng, nếu không bạn sẽ phải tốn thời gian để khắc phục hậu quả. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 16 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Sự mong cầu về tiền bạc nếu có thì cũng gặp sự hao tán hoặc trắc trở. Ngày có nhiều chuyện đến cần phải sắp xếp, hoặc có đám tiệc. Việc đi xa nên chậm rãi, chờ vào một ngày khác mới tốt. Ngày thuận lợi cho việc sửa chữa, tu bổ, dọn dẹp sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn về sức khỏe công danh tiền bạc của người thân có người muốn xen vào chuyện tình cảm của mình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa mọi việc cần nên nhẫn nại không nên chỉ nghe ý kiến của một phía cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định có sự sai hẹn rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán có tin tức ở xa về chuyện tình cảm sức khỏe bổn mạng của người thân có lộc nhỏ gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm chuyện đi xa thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa nhận được tin tức của thân nhân bè bạn ở xa về di chuyển tin gặp lại người xưa tài lộc còn chậm dễ hao tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc gia đạo nhà cửa cho đến chuyện tình cảm ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân tử vi tuổi thân vận trình ngày chủ nhật này có thổ sinh kim vượng cho thấy cái chuyện tình cảm của người tuổi thân đang rất hòa hợp với nửa kia của mình bạn và người ấy luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau nhờ vậy mà chuyện bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện Tuy nhiên, dù hiểu nhau đến mấy thì hai người cũng chớ quen hâm nóng tình cảm nhé. Bên cạnh đó, con giáp này là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của con, chứ không phải là một bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo. Tuy nhiên, tỷ kiên cho thấy bạn sẽ gặp phải một vài rắc rối trong sự nghiệp đấy. Khi mâu thuẫn với đồng nghiệp nổ ra, bạn cần hết sức bình tĩnh chứ chớ vội nóng nảy, khiến tình hình càng thêm căng thẳng, không giải quyết được việc gì tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc để khống chế mình hoặc công việc. Ngày có nhiều sự bận rộn, đông người hoặc nhiều nguồn tin nhưng tin tức cần thiết hoặc người cần gặp lại không đến, hoặc chậm chạp. Tài lộc bình thường, tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn, không nên dùng tình cảm khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết, hoặc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì mới có lợi ngày có nhiều tin không tốt về việc làm hay gặp sự cản trở gặp tiểu nhân bị ép buộc nếu có lợi lộc thì nên dừng bước tiến thêm thì gặp điều không hay ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin tức ở xa tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày không tốt mọi việc không nên tiến hành giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren lo âu từ công việc cho đến tình cảm sức khỏe tâm tình gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ giải quyết công việc nếu là chuyện tình cảm cũng nên đến gặp vì họ đang cần mình dù không có lợi gì không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc có tài lộc có tin vui buồn lẫn lộn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Không nên e ngại khi nhờ người giúp đỡ hoặc vay mượn. Nên xem xét, chỉnh đốn lại việc cũ. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của quý nhân trước khi quyết định. Tử vi tuổi dậu Ngày Chủ nhật này, nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội, bản mệnh dễ tạo ấn tượng tốt cho mọi người thậm chí ngay từ lần đầu gặp gỡ bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều lắc đầu bó tay nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt đừng ngại ngần điều gì thổ sinh kim bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện tâm sự và thấu hiểu nhau chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay nghi kỵ nhau cả tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy chớ để tình cảm xen vào mà nên thẳng thắn quyết định dù có sự thiệt thòi danh lợi chút ít không nên phân vân hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại trần trừ thì không có lợi tài lộc chậm dễ hao tốn ngày của sự đáo hạn đến hẹn có tin xa có người đến nhờ vã mình Tử Vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt, không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử Vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Có lọ xê nhỏ, quà tặng, lộc ăn, mời tiệc tùng. Ngày có tin tức về hôn nhân, sinh nở, thi cử, công danh, đính ước. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết tốt cũng có, xấu cũng có. Sức khỏe không tốt, có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm nhân nghĩa ở quá khứ tài lộc trung bình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên tiến hành có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro tử vi tuổi tuất. Trong ngày này có chính Ấn Độ mệnh, sự nghiệp của người tuổi tuất có những tiến triển tích cực. Sự nghiêm túc, chính trực của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp. Bạn có thể được mọi người tiến cử để đạt được vị trí cao hơn. Nếu là người đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn cũng rất được lòng nhân viên của mình. Bạn luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người, đồng thời biết cách sắp đặt đúng người vào đúng vị trí, để ai cũng có dịp phát huy sở trường. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực định là ngày rất thích hợp để cầu tài hoặc ký kết hợp đồng. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể thực hiện những công việc trên vào hôm nay để gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng, mọi việc nên cẩn trọng từ từ giải quyết và thu xếp vén khéo công việc. Sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn của người thân, bè bạn. Cầu mong việc đi xa có sự trở ngại chút ít, trong việc trò chuyện, giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý, xung đột bất ngờ tài lộc trung bình nên cẩn thận trong việc di chuyển sử dụng phương tiện xe cộ máy móc tử vi tuổi bính tất thuộc mệnh thổ ngày tuổi của buồn mạng việc gì cũng phải tính trước không hẳn sự việc xảy ra theo đúng ý mình hoặc theo đúng như sự giao kết cầu mong về tài lộc có được chút ít nhưng cũng không tiêu xài được không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết có tin buồn nhỏ tử vi tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng Mọi sự việc xảy ra rất nhanh chóng cần phải dự phòng, tiên liệu dù điều tốt điều lợi đến sẽ có hậu quả trái ngược. Nếu gặp điều xấu đến ngay thì không nên tiến hành vì sự việc còn lâu mới êm xuôi. Có sự tranh chấp đôi co hoặc gặp nhiều trở lực trong ngày, đề phòng tai nạn rủi ro hoặc bị chơi xấu. Sự tính toán mong cầu về tiền bạc đều bị đảo ngược với dự tính. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều nên chậm rãi từ từ giải quyết nôn nóng sẽ không có kết quả sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, hoặc có mà phải tiêu hao cho nhiều công việc xảy ra trong ngày. Gia đạo có nhiều âu lo, có tin buồn. Sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của buồn mạng. Hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài, tai nạn, có chuyện buồn. tử vi tuổi hợi. Bước sang ngày chủ nhật đang gặp ngày có thổ khắc thủy, cho thấy các mối quan hệ xã hội của người tuổi hợi không được tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ vướng tranh cãi với bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình, khiến tình hình vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng. Trong gia đình, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên. Thực thần nâng đỡ, người làm nghề tự do có cơ hội phát tài vào ngày hôm nay. Bạn đã làm việc không mệt mỏi suốt thời gian qua và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Hãy cố gắng tiếp tục phát huy trong tương lai. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh Hỏa. Sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự trắc trở, gặp rắc rối hoặc tình hình thực tế xảy ra không đúng như mình tiên đoán. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về danh lợi hoặc tiền bạc với mình. Trong việc hợp tác không nên bày tỏ hết những ý định của mình, dễ bị phản bác từ chối. Có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày có tin về chuyện tình cảm, sức khỏe, hôn nhân, sinh nở của mình hoặc người thân. Công việc như thế nào thì làm nên thế ấy, chớ tính toán cao xa không có lợi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp hoặc có tiền mà phải phân chia, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ văn tự đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả nên cẩn trọng có sự sơ sót ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ có tài lộc có tin vui của bè bạn thân nhân ở xa làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả không nên tin vào người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày có nhiều công việc tin tức đến dồn dập xảy ra nhiều chuyện bận rộn ngày có sự đáo hạn đến hẹn nên tiến hành, không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Nếu công việc đã xong thì phải xem xét lại, làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn, ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ hao tốn, tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ hoặc có chuyện vui cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại